Hello mọi người, cùng mình đi kiểm chứng quán lẩu cá Hiền Nhi 69 có ngon như lời đồn trên TikTok không nha. Chốt đơn mình chọn được một lẩu mực 119.000, thêm cá hú là 60.000 và một set ba chỉ bò nướng 99.000. Thịt bò ở đây được nêm nếm rất là đậm đà, có một chút xíu cay cay nữa để ăn nó không có bị ngán. Với lại mình cũng thích nướng bằng cái chảo giống như vậy nè, tại vì á nướng bằng cái than á thì nó sẽ rất là ám mùi sau khi ăn, mặc dù là ngon thiệt. Còn nếu mà nướng bằng cái chảo mà có lót giấy bạc á thì mình thấy là không có ngon bằng. Thời tới rồi, ăn thôi mọi người ơi. Ba chỉ bò thì mềm nè, nêm nếm thì lại rất là vừa ăn, giá thành thì lại rẻ, xứng đáng cho 10 điểm món này luôn á. Tiết mục được trông chờ nhất hôm nay đã tới rồi đây. Mình sẽ bỏ đậu bắp và nấm kim châm bên đổ đồ nướng qua cho nó ngọt nước. Rồi mình bỏ cá, mực vô sau, trộn mấy cái cho đều rồi mình đậy nắp lại, chờ cho nó sôi thiệt sôi rồi mình bắt đầu chén luôn nha mọi người. Nước lẩu ở đây ngon, chua chua cay cay vừa phải. Cá hú thì tươi ngon, thấm trong nước lẩu nên ăn vào rất là ghiền. Mực ở đây thì giòn giòn, sọt sọt, ăn giống như là sụn heo vậy đó. Mọi người đừng vội vàng lướt qua clip mà hãy xem phần đánh giá ưu và nhược điểm của quán nha.